Chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu với các bạn sản phẩm đó là máy nghiền bột mịn gia đình. Thì với công suất đây, các bạn là với công suất là 1,5 kg, điện gia đình 220V. Và với sản phẩm này thì các bạn có thể nghiền được gạo này, đậu xanh này, đậu đen này, hay hạt mít này. Đây. Đấy. Thì với chức năng là đĩa quay, đĩa nghiền. Và chức năng đây là chốt để vặn để độ chỉnh độ to nhỏ của hạt. Thì các bạn có thể dễ dàng nghiền thành bột mịn khô. Bột mịn. Với hạt đậu xanh này, gạo này, đậu đen này, đậu đỗ này. Đấy. Với loại gia đình là cho vô ăn đây tốc độ chạy đây sẽ ra ngoài. Thì máy này thì chúng tôi đã mẫu này đã trên thị trường có rất nhiều thì và các bạn cũng đã biết rồi nên mình không giới thiệu nhiều qua. Thì các bạn mua hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0934 168 222 hoặc gọi trực tiếp địa chỉ 79 Phong Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, website xưởngmaythanhhoa.com. Ngoài ra bên mình còn mẫu máy xay bột nước nữa, đây bột khô, còn máy xay đây là máy xay bột nước đấy. Rất nhiều là máy thái thịt, máy chế biến thực phẩm, máy thái rưỡi, máy trộn, máy nghiền xay củ nghệ này, xay thái tinh bột này, máy tủ hấp giò chả này, máy thái rau củ quả này, máy lạc vị này, máy rửa củ quả này. Đấy, đây là cửa hàng mình chuẩn bị gửi con tùm rất là nhiều loại máy. Các bạn có thể mua hàng trên con số điện thoại 0934 168 222. Thì máy nghiền bột mịn mini này thì chạy thì rất dễ dàng cho người sử dụng, nên các bạn yên tâm, bên mình giao hàng toàn quốc nha. Cảm ơn các bạn nhiều.